và chưa bằng tốt là crew nâng bằng hàng vì cả pra function mà chúng luôn kéo xem check mơ tầm lại floating point tầm lại thông phố rồi còn tầm lại digit bỏ viên đấy và chứng ở lúc bạc điều xe nó tầm bây giờ tài mơ bỏ miễn bỏ viên và dùng các software mùi mắt và hãy dừng đặt include và IO stream và ok và tỏ mơ ở lúc anh đặt in này men mùi mắt và hãy bắt đầu mới dừng chập đám và hàng nhé std cl và chân dừng mơ cả và hàng với dạng bài chân anh ấy dừng đặt tớ men thì sẽ for thái float has và chân dừng ai đặt về đặt flt underscore men underscore đi digit và tập tọa mở nhưng đặc biệt nhé và hay dừng đặt std and và chụp toàn ok dừng lệnh mùi đấy cứ include và see type và see type nó cứ dừng nghe thằng asymptote float và cứ dùng map check mơ tầm lại float và dùng inclusive float nâng mắc cứ dùng map để check mơ rồi muốn flt mens underscore digit và to mà tiết dùng ai đặt std cout và này để mà xin mom value of type float is và còn mới dựng đặt flt underscore map á và ở dựng đặt std and và hay std cl và the mini mom nan 0 value of time plot is flt underscore min và nhé thì ai phải hàng vậy và hãy dựng lại std vpn và ok và to bị dựng bàn thấy và chẳng dựng lại xèo mùi mắt và chẳng cái lại này là cụ đã thả để tôi nâng thay và si thay si float và function và ok dân sale mùi má và chân p dân sale hay dân ai compare về má và chân outlook ai khơi nhé khơi chùm nguồn bỏ vía nè và cái lại đi outlook đừng khơi nha chân tí mùi và chúng ở lâu khơi lại thì muốn đi việc hàng được nè the meta và the metrics for type float has và một phẩy bốn bit nè tầm hồn biết cách chỉ bit nè và to mắc cứ tầm lại thông một phô rô bò floating point như cực bay chuyện đi và ở bố xam bồng bay mình này con được đọc xoay con xam bồng bay nè thông này và và to mà mục tiêu cứ minimize với cứ đỏ và phải con đỏ sang vòng vầy mình nhé và cứ đầm lại bỏ viên nó cứ viết thời ca và hai thì muối đấy cứ cái học digit và chúng nó digit viết một phẩy bốn digit hãy đầm lại thông một port nhé function return đầm lại thông một port robot floating point nhưng function đầm return đầm lại thông một port robot cái hào thà ở tôi phải robot floating point phòng đài nè và anh chẳng cái lại nó vì miền đầm lại tràn đấy và anh chẳng vì ai miền mũi tiết cứ đôi chì ok enter má là cụ ai và hàng mũi tiết anh mới và std cout được mà c mom value of type double và
is và dừng ai đặt đi ở đi ở double và cứ đi bị ở underscore mà và std and và ok nhưng ai compile viết và cái nhé là đi cứ tẹt tôn nâng double nhé đầm lại double và mùi tiết cứ là cụ ai và hai pi std c out này được mà maximum value of time long double is và giới thiệu đặt ldbl và underscore mà và viết mấy underscore min đấy này và std and và save tới ok enter mũi và anh cũng pan mà đón tiếp tới đã chứng ở lâu khơi nhé cái nhé này từ ở dbl này cứ và phải còn biết căn thật thôm nhé cái này bây giờ chiều mình tàu với nhé double anh ấy double ở double tức là long double và nâng căn thật thôm tiếp đây và chứng ở lâu anh mở hai bộ miền bằng hà nâng function nó ở lâu anh tại tôm là cuối nó bằng hàng prap thêm tiền nhé vì miền nào function mình chuẩn luôn tiền nhé đôi chỉ dbl min dl dbl min đấy và và chứng ở lộ ảnh tại tôn là cũ 8 và bù chốn ok tầm sit lịch tu sắp xôn đọc một mối 777 mối 77 và xôn cao phí và xài một mối 7 ha pram bằng tay ở lộ ảnh mối tiết cái xôn 8 mối nhé và trong này tầm nâng là cũ bán và chứng ở con tràn đấy và